Xin giới thiệu đến quý con và các bạn một cái dòng cây gỗ cực kỳ quý hiếm. Đấy, đó chính là cây Hương Nguyệt Gia Lai này các bạn. Được vườn ươm nhà mình ươm khoảng 7 đến 8 tháng rồi nhá. Chúng ta rất là dễ nhầm lẫn cái cây Hương Nguyệt này với cây Hương Đuôi Công. Và chúng ta có thể phân biệt được cái cây Hương Nguyệt này với cái cây Hương Đuôi Công bằng cái phiến lá của cây. Đây là lá của Hương Nguyệt này. Nó sẽ thon dài và dày hơn cái lá của Hương Đuôi Công các bạn nhé. Một cái dòng gỗ cực kỳ quý hiếm được cấm khai thác và liệt vào danh sách đỏ rồi đấy. Chúng ta nếu mà trồng lâu năm và tạo cái giá trị kinh tế tốt cũng như là đam mê trồng cái cây gỗ quý hiếm thì có thể lựa chọn cái cây Hương Nguyệt này. Cái tỷ lệ lẻ mầm của cái Hương Nguyệt này rất là thấp các bạn nhé. Đấy, vườn ươm thì em ươm 10 hạt thì nó chỉ lẻ mầm được một hạt thôi. Do cái tỷ lệ lẻ mầm thấp cũng như là cái độ quý hiếm của cây là chúng ta lựa chọn cái cây này thì cũng phải cân nhắc và lựa chọn những cái vườn ươm uy tín để lựa chọn cho chuẩn giống nhá. Đây là cây Hương Huyết này và chúng ta rất là dễ nhầm lẫn với cây Hương Huyết này với cây Hương Nuôi Công đó. Và để tìm hiểu kỹ về cái cây Hương Huyết này thì quý con và các bạn liên hệ với vườn ươm thì em theo cái số điện thoại ở dưới video nhé. Em sẽ hướng dẫn các bác phân tích đâu là cây Hương Nguyệt và đâu là cây Hương Nuôi Công để tránh nhầm lẫn cũng như là trồng và chăm sóc cái cây này. Nếu chúng ta trồng vài chục năm để thu hoạch mà trồng nhầm cái cây giống thì rất là mất thời gian và phí công sức. Cảm ơn quý các con đã quan tâm và theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.